chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình đi một vòng ra ruộng bỏ vào mình. Buổi chiều. Nơi đây cánh đồng buổi chiều mát mẻ, thanh bình lắm nha các bạn. Mời các bạn cùng mình đi một vòng để thư giãn nha. Rau gì? Rau bông gà nữa nè. Thấy tốt lắm nè ba. Dạ thấy tốt lắm nè. Cái gốc nó còn dưới nhiều. Trồng rau gần bờ ruộng này cũng êm lắm. Cái củ này cũng nở quá rồi nè, cái bưởi bạc hà này. Không, bạc hà này mà nếu mà nó bự là mình bán tiền không á. Họ có biết trồng dày quá trời, hơn cây lúa nữa. Lớn khỏi bỏ là nó chết chắc hết. Thầy trồng tôi thua đây. Cái mồm gà này ăn được nó phải không? Thôi ngon cực kỳ luôn, hổ bể để nó cũng quá trời ngon. Nó canh hai ba thứ á. Đi vô ngoài đây rau đồng nhóc hết trơn mà không ra đây hái ăn trời. Rau dịu nè, rau chay nè, nhân lòng nè. Mồng tơi nữa nè, có mồng tơi á. Có mồng tơi nữa nè. Nè mồng tơi nè. Này đây là mồng tơi. Rau dịu nhóc luôn kìa. Mồng tơi mồng gà gì cũng có hả? Trời ơi, hai cháu quỷ này ra nữa. Bài thương á. Nó để cái dĩa bánh ở trong cọc mà con chó lục ăn hết trên dĩa bánh. Còn đi vô còn nói trời, chó ngoan nó nằm đó đó. Nằm nó không ăn, nó gọi giật ra. Ăn sập hết. Rau ở bên phai ngon lắm ha. Cái này người ta nấu rau đồng, rau gừng này nấu với khoai. Có người ta ăn, ta để thính nữa đó. Ôi mà rau lâu quá. Cái lú này có cá không ta? Đi hái rau đồng bán được à? Buổi chiều ra ruộng thấy thanh bình ghê ha. Yên tĩnh. Trời hơi dịu dịu đi á, không nắng. Chiều đồng quê. Bỏ lên nhanh dữ dữ. Không trời rồi đó.
chỗ hết mấy ngày rồi. Nhưng mà đi một góc. Bụi bạc hà này thấy vậy chứ nó tốt lên là bẹ cũng bự bự không nè, vô chân vô gốc, vô chân vô gốc cái này hay bự đó. Ngoài này đất tốt quá trời. Ừ. Ngoài này tốt lắm nè, đất xốp xệp à. Đất ruộng này tốt lắm. Cái này trồng cái bờ cái vàng dưa leo hay dài dài qua dèo cái bên này. Nhãn lồng, đọt nhãn lồng, đọt lồng. Trên đây là đọt nhãn lồng nhiều lắm nè. Quá trời rau. Nhãn lồng với ngâu trai ăn chung được không ta? Ngon. Rau gừng là ăn không có thuốc, không có thuốc bảo vệ thực vật là ăn tốt.